SB sẽ nghĩ gì khi bạn manifest họ? Hi hi hi, chào mọi người, mình là OC đây. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình. Trước khi bắt đầu vào video ngày hôm nay, mình muốn nói là bạn nào có gặp khó khăn trong quá trình manifest, các bạn có thể liên hệ Book Coach 11 với OC nha. Ngoài ra team của OC vẫn nhận xem bài tarot nhá. Bác nào mà có muốn xem bài thì các bạn có thể liên hệ với team của OC nhé. Team của OC thì các bạn reader vô cùng uy tín này, vô cùng giàu kinh nghiệm, và các bạn ý hiểu biết về các quy luật, hiểu biết về manifest. Các bạn sẽ luôn luôn động viên khách hàng của mình theo đuổi mục tiêu tới cùng nha mọi người. Không phải lo lắng nếu tìm tới team của OC nhé. Ok, chúng ta hãy bắt đầu vào video ngày hôm nay thôi nhé. SB sẽ nghĩ gì, họ sẽ nghĩ gì khi bạn manifest họ? Thực ra là mọi người biết đấy, manifest nó là cái việc 24/7. Dù bạn có biết về manifest hay không thì bạn vẫn luôn luôn manifest. Có nghĩa là bạn luôn luôn manifest ra một kết quả nào đó của mối quan hệ giữa bạn và SB của bạn, dựa trên niềm tin và suy nghĩ của bạn mà ra. Thế thì họ sẽ luôn luôn, không cần phải bạn ý thức manifest nhá, họ sẽ luôn luôn nghĩ những gì mà bạn nghĩ là họ sẽ nghĩ. Họ sẽ luôn luôn cư xử như những gì mà bạn nghĩ là họ sẽ cư xử. Họ sẽ luôn luôn hành động như những gì mà bạn nghĩ là họ sẽ hành động. Bạn tin những cái niềm tin của bạn về họ ra sao thì họ sẽ biểu hiện như vậy trong cái thế giới riêng của các bạn. Để mình kể cho mọi người nghe nhá. Họ có thể thay đổi đến mức mà các bạn phải sốc luôn đấy. Tất cả nó dựa trên cái niềm tin của các bạn thôi. Thì ngày xưa trong quá khứ của mình ấy, đã từng có hai anh SB này của mình thừa nhận với mình rằng là cái hồi đầu tiên lúc mà mới gặp mình ấy, thì các anh ấy không hề cảm thấy mình xinh đâu, nhưng mà không hiểu tại sao càng về sau này, sau bắt đầu khi mà bắt đầu nảy sinh tình cảm với mình rồi ấy, thì các anh ấy lại thấy mình xinh. Các anh thì không hiểu vì sao, nhưng mà mình biết vì sao đấy. Chỉ đơn giản là cái niềm tin, cái suy nghĩ của mình về các anh ý đã thay đổi. Khi mình bắt đầu tin vào cái việc, mình bắt đầu nghĩ vào cái việc, gieo cái suy nghĩ và gặt được cái niềm tin rằng là các anh ý yêu mình và có tình cảm với mình và thấy mình xinh, thì người ta cũng sẽ bắt đầu thấy như vậy. Họ cũng sẽ bắt đầu thấy như vậy nha mọi người. Và thực ra có một cái điều rất là kỳ diệu. Cái suy nghĩ của các bạn ý, nó... Các bạn có biết cái quy luật dịch chuyển suy nghĩ không? Cái quy luật dịch chuyển suy nghĩ thì cái suy nghĩ của các bạn sẽ không hề riêng tư đâu. Tại vì suy nghĩ đều là năng lượng mà tất cả chúng ta đều kết nối với nhau hết. Thế nên là cái suy nghĩ của các bạn sẽ có thể sẽ được dịch chuyển sang đầu của họ một cách rất là tự nhiên, và họ không hề hay biết về điều này. Tại vì chúng ta đều kết nối với nhau mà mọi người. Giống như hôm trước với anh SB của mình hiện tại, thực ra là khi bọn mình ngồi nói chuyện với nhau, và tự dưng mình và anh ấy có một cái chút bất đồng quan điểm. Và thực ra khi mà kết thúc cuộc nói chuyện đấy thì mình cảm thấy không thoải mái cho lắm. Nhưng sau đó mình lại nghĩ trong đầu là ok, vậy thì người này sẽ phải thay đổi thôi. Anh ấy sẽ phải thay đổi thôi. Và mình đưa ra cái yêu cầu của mình trong đầu ấy là anh ấy sẽ thay đổi như thế nào như thế nào. Và mọi người ơi, bùm một phát, trời ơi, mình cảm thấy nó rất là nhanh luôn ấy. Nó có thể nhanh một cách dã man như vậy luôn ấy. Chỉ mấy phút sau, anh ấy nhắn cho mình y hệt những cái gì mà mình nghĩ luôn ý. Thật là kỳ diệu mọi người ạ. Mình cảm thấy rất là may mắn bởi vì mình biết tới manifest, biết tới luật giả định. Đấy, thế nên là video ngày hôm nay chỉ ngắn như thế này thôi. Nhưng mình muốn nói rằng là các bạn, nếu mà các bạn muốn họ nghĩ như thế nào, muốn họ hành động ra sao, muốn họ cư xử các bạn như thế nào, vậy thì hãy bắt đầu nghĩ như vậy. Hãy bắt đầu nghĩ như vậy. Giống như kiểu cái việc gần đây, mình rất hay tự nói bản thân mình điều này. Nếu mình muốn điều gì, hãy cho cái đầu của mình cái điều đấy trước. Nếu các bạn muốn họ yêu các bạn, vậy thì hãy tự nói bản thân rằng họ yêu các bạn. Nếu bạn muốn họ chủ động liên lạc với các bạn, thì hãy tự nói bản thân rằng là họ sẽ chủ động liên lạc với các bạn. Nếu mà các bạn muốn là họ và bạn trong một mối quan hệ hạnh phúc, hãy bắt đầu nghĩ như vậy. Các bạn nghĩ sao, các bạn kiên trì với cái suy nghĩ đấy, lặp đi lặp lại, bám trụ tới cùng với cái suy nghĩ đấy, nó thành niềm tin thì nó ắt thành sự thật, và các bạn sẽ được trải nghiệm nó thôi. Và mình chúc mọi người manifest thành công nha. Bye bye mọi người, yêu mọi người rất là nhiều.